Hàng loạt địa phương ở Trung Quốc đã khởi động cơ chế phòng chống dịch cúm gia cầm H7N9 sau khi tối qua có thêm 4 trường hợp được xác nhận nhiễm dịch cúm này. Như vậy là tổng số ca nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 ở Trung Quốc đã tăng lên 7 trường hợp, trong đó có 2 người đã tử vong và các bệnh nhân còn lại đều đang trong tình trạng nguy kịch. Chính quyền tỉnh Giang Tô, nơi vừa xác nhận thêm 4 trường hợp nhiễm mới, đã chỉ định 16 bệnh viện làm cơ sở điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus cúm H7N9, đồng thời thành lập tổ công tác phòng trị bệnh, kiểm soát dự phòng dịch cúm H7N9. Không chỉ có những nơi đã xuất hiện trường hợp nhiễm cúm H7N9 như Thượng Hải, An Huy và Giang Tô, nhiều địa phương khác ở Trung Quốc như Hà Bắc, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh cũng khởi động cơ chế phòng dịch. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức hàng ngày chứ không hàng tuần như trước đây. Hiện vẫn chưa có vaccine phòng chống dịch cúm H7N9. Do vậy các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên nấu chín gia cầm trước khi ăn. Thực phẩm phải được làm sạch và nấu chín. Mọi người không nên ăn thực phẩm chín tái. Nhiều người trong chúng ta lại thích ăn kiểu gà chín tới. Điều này là rất nguy hiểm. Sẽ an toàn hơn khi chúng ta ăn thịt gia cầm đã nấu chín kỹ. Tại Hồng Kông, hải quan các cửa khẩu cũng được lệnh tăng cường phòng bị. Các thiết bị đo thân nhiệt được triển khai tại các cửa khẩu. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành các biện pháp cách ly và xét nghiệm nhanh nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm virus cúm H7N9.